là hết cái bằng lý thuyết như này. Cái chỗ này gì, cái gì hỏi không? Được ha. Rồi bây giờ chúng ta qua bài toán cực đại. Với bài toán cực đại thì nó chỉ thêm có một bước thôi, rất là nhỏ. Bây giờ còn các bước còn lại y chang, không có khác gì hết. Được không? Rồi đây bài toán cực đại mấy gì. Bây giờ chúng ta qua bài toán cực đại nha. Rồi bài toán cực đại. Bài toán cực đại thì nhắc đi nhắc lại liên quan tới năng suất lao động, số lượng sản phẩm mấy gì làm ra, hay là liên quan tới doanh thu, liên quan tới lợi nhuận. Nói chung các bạn mấy gì quản lý làm sao nó càng tăng càng tốt thì nó là bài toán cực đại. Được chưa? Rồi vậy thôi. Vì ở đây mấy gì phương pháp giải thì nó chỉ có thêm một bước một thôi. Thêm với mỗi một bước một là thêm dấu trừ vào trước từng từ số trong ba trận đầu tiên. Rồi sau đó mấy chị giải y chang như bài toán thực tế. Được không? Ví dụ đây, ví dụ mấy chị này, ví dụ này. Thì giờ mấy chị tôi cứ bước một đi. Rồi bước một, tôi đặt nó là từng thừa số. Tôi là hay chị ghi cái tôi bằng. Tô phải chia tay cái tô chứ phải là ghi tô vào hả? Vậy thì khi mấy chị giải bài toán này đầu tiên mấy chị phải xác định đó là bài toán cực đại hay cực tiểu. Đó, đây là bài toán cực đại. Giờ là mấy chị số sản phẩm trên thì càng làm ra càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, làm ra càng nhiều mấy chị chứng tỏ năng suất lao động tăng. Chứ vậy mấy chị trong doanh nghiệp quản lý là làm sao mấy chị giảm bớt cái thời gian lãng phí. À đấy, thì ở đây mấy chị thấy là chúng ta có A, B, C, D bộ công việc tương ứng với bốn nhân viên này, tương ứng với bốn cái đầu việc và là bốn máy cơ hãy bố trí công việc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đó. Rồi, bây giờ đầu tiên á, công việc đầu tiên là mấy chị thêm các cái ưu trừ đó vào. À, đấy, thêm các cái ưu trừ vào trong cái màn hình đầu tiên này. Chỉ có bài toán tắt mới thêm vào thôi nha mấy chị. Bài toán nghe mấy chị thêm vào thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả không giống mong đợi. Rồi, bây giờ mấy chị tiến hành giải thử cái bài này.